Với thiết kế của căn biệt thự ngày hôm nay bao gồm là 4 phòng ngủ, 4 toilet, một gara ô tô và xây dựng với 3 mặt thoáng, 4 mặt thoáng luôn anh chị. Đó, cả nhà cùng xem, một mặt thoáng bên này, bên kia cũng sẽ là một mặt thoáng và phía sau vẫn là một mặt thoáng. Bề ngang của căn biệt thự ngày hôm nay có bề ngang lên tới là 14,5 m nha anh chị, 14,5 m dài lên tới 20 và diện tích xây dựng của căn này là 127 m², có hoàn công là 328 m. Hiện tại sổ đỏ pháp lý chuẩn chỉnh và với những căn biệt thự như này, đơn giá rất hợp lý luôn. Với đơn giá này thì Minh Tông sẽ công bố vào cuối video. Thì đầu tiên thì Minh Tông sẽ review những góc cạnh và cũng như là những cái chi tiết về căn biệt thự ngày hôm nay. Dạ vâng, em Minh Tông xin kính chào anh chị. Hôm nay thì Minh Tông sẽ giới thiệu và gửi đến cho anh chị mình thêm một căn biệt thự với pháp lý hiện tại chuẩn chỉnh. Với căn biệt thự ngày hôm nay có tổng diện tích lên tới là 290 m², nằm ngay vị trí của một trong những khu đô thị đẹp và giá trị nhất tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung. Thì với cái tuyến đường ngày hôm nay, cả nhà có thể thấy đây là một trong những cái khu biệt lập khép kín rất thích hợp cho những anh chị, cô chú, khách hàng khi mà cần tìm một cái căn biệt thự để nghỉ dưỡng và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Thì với cái công viên này cả nhà em thấy rất yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh luôn anh chị. Nguyên một cái lốc hiện tại em đang đứng review đây. Vì với cái một căn biệt thự có thiết kế là một trệt hai lầu và với diện tích lên tới là 290 m², hiện tại pháp lý đã có sổ và hoàn công đầy đủ. Hầu như tất cả các căn biệt thự ở tại thành phố biển Nha Trang gần như nằm trong tất cả các khu đô thị khác, hiện tại chỉ là hợp đồng mua bán. Nhưng ngày hôm nay, sản phẩm này là một trong những sản phẩm có đơn giá cực kỳ tốt và có pháp lý chuẩn chỉnh. Thì với cái mức giá như thế này thì anh chị và mình cố gắng xem hết video của em. Ngày hôm nay em sẽ công bố vào gần cuối video để cho anh chị ha. Nhà này, căn biệt thự này với cái khoảng sân rộng rãi, cực kỳ luôn. Thì với bất động sản ngày hôm nay thì bây giờ thì Minh Tông sẽ cầm máy và review chi tiết cho anh chị và mình cùng xem nhé. Dạ vâng anh chị, thì với thiết kế của căn biệt thự ngày hôm nay bao gồm là 4 phòng ngủ, 4 toilet, một gara ô tô và xây dựng với 3 mặt thoáng, 4 mặt thoáng luôn anh chị. Đó, cả nhà cùng xem, một mặt thoáng bên này, bên kia cũng sẽ là một mặt thoáng và phía sau vẫn là một mặt thoáng. Bề ngang của căn biệt thự ngày hôm nay có bề ngang lên tới là 14,5 m nha anh chị, 14,5 m dài lên tới 20 và diện tích xây dựng của căn này là 127 m², có hoàn công là 328 m. Hiện tại sổ đỏ pháp lý chuẩn chỉnh và với những căn biệt thự như này, đơn giá rất hợp lý luôn. Với đơn giá này thì Minh Tông sẽ công bố vào cuối video. Thì đầu tiên thì Minh Tông sẽ review những góc cạnh và cũng như là những cái chi tiết về căn biệt thự ngày hôm nay. Với căn biệt thự này gần như là anh chị nhà mình có thể nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng mà để mà review chi tiết á, thì gần như là rất ít những người các bạn sale chưa review hả anh chị. Nhưng mà ngày nay em xin phép được chủ nhà mở cửa và review gửi đến cho anh chị. Nhà thì hai bên hông đều lẽ xây tường rào. Đó, cái chè cũng xem, bên hông xây tường rào và làm cực kỳ kiên cố luôn. Đó, một lối hành lang bên hông mình có thể trồng một số loại cây dây leo để leo xuống và hoa ra sẽ rất là đẹp. Bên hông nhà, chủ nhà họ ốp một số loại đá nè, đá tự nhiên để cho căn nhà chúng ta nó bị ánh nắng như thế này nè, nó không có bị nứt ha. Đó, họ làm cực kỳ chuẩn chỉ luôn anh chị, rất là đẹp. Với cái khu đô thị Vĩnh Điềm Trung này á, đi về với trung tâm thành phố Nha Trang chỉ mất khoảng 3 cây thôi. Chúng ta đi nhanh thì mất khoảng 5 phút, còn đi chậm thì mất đâu đó khoảng 7 cho tới 8 phút là ra tới lại trung tâm thành phố Nha Trang và ra tới bãi biển rồi. Thì đây là cái khu vực gara ô tô đây. Hiện tại chủ nhà họ đang để một số cái vật dụng mà họ không dùng. Hiện tại thì chủ nhà họ đang đi vắng và căn biệt thự này đang để không thôi. Thì với căn này chủ nhà không cho thuê để giữ là cho cái căn biệt thự để không bị hư hỏng ha anh chị. Với cái mức giá cho thuê những căn biệt thự như này tập giá rơi vào khoảng là 25-30 triệu trên một tháng. Nếu như anh chị không có nhu cầu ở và lâu lâu chúng ta vừa ở thì những căn như thế này chúng ta vẫn có thể cho thuê tại dòng tiền hoặc là chúng ta để ở cũng sẽ rất là đẳng cấp anh chị. Và đây sẽ là một cái mặt thoáng tiếp theo nè. Cái nhà cùng xem, nhà thì xây tất cả là 4 mặt thoáng. Ở những bên như thế này đều có ban công nhìn ra. Riêng vị trí phía dưới thì nó sẽ có phòng ngủ đầy đủ hết cho anh chị. Thì em sẽ review chi tiết một cho anh chị nhà mình ha.
sẽ đi khá là nhanh và quay cụ thể cho anh chị. Nhà mình cũng cố gắng xem ha. Riêng cái góc phía bên này, ở phía trong nhà thì có một cái cây vú sữa rất là đẹp nè anh chị. Cây vú sữa này rất là to, bản thân to rất là to nè anh chị. Khi tới mùa nó sẽ có trái và ăn rất là ngon ha. Còn cái khu vực ở phía dưới đây là một cái bộ bàn đá, một bộ bàn đá để sẵn như thế này. Hiện tại tụi em đang để một số linh kiện dụng cụ để làm ở đây. Đó, khoảng không gian ngồi đây uống trà hoặc là uống cà phê buổi sáng sẽ rất là tuyệt vời. Thì với cái căn nhà của chúng ta ngày hôm nay có hướng chính nam nên gần như là sẽ mát cả ngày, và đặc biệt ở phía trước nhà có một số loại cây hiện tại chủ nhà họ trồng á, nên gần như là sẽ rất là mát và gió cực kỳ thoáng luôn chị. Và bây giờ em sẽ bắt đầu đi vào phía bên trong quay cụ thể cho anh chị nhà mình không gian của phòng khách ha. Với cái khoảng cửa chính đây đó, toàn bộ là sử dụng là gỗ thịt và làm bảng rất dày anh chị, cực kỳ dày luôn. Và toàn bộ hệ thống này là sử dụng hệ thống điện thông minh, chúng ta có thể sử dụng trên điện thoại luôn, smartphone vẫn điều chỉnh được đầy đủ anh chị. Với khu vực phía dưới phòng khách đây đó, đây là tổng không gian của phòng khách, thì bao gồm là bộ ghế sofa này. Toàn bộ thì cửa sổ làm tất cả cái mặt bên hông để lấy ánh sáng phía trong nhà rất là sáng. Em sẽ đứng những cái góc riêng biệt để cho cả nhà mình cùng xem và hình dung ha. Đây là vị trí của mặt trước của bộ phòng khách này. Bộ ghế sofa nhìn qua thì có thiết kế một cái tivi. Tivi này chúng ta ngồi xem tivi, ăn uống hay là ngủ uống trà ở đây, tiếp khách ở đây sẽ rất là tuyệt vời. Ở góc xa kia sẽ là không gian vị trí của không gian bếp. Em sẽ đi từng vị trí một để cho anh chị cùng xem và review những nội thất ngày hôm nay hiện tại đang có. Ở góc bên này sẽ là không gian của bếp đây. Phía mặt bên này sẽ là vị trí của phòng ngủ dưới này, một toilet và lối cầu thang đi lên phía trên. Những cái chi tiết nhỏ nhất thì bên tao cũng sẽ cố gắng quay đầy đủ hết cho anh chị ha. Bên hông nó sẽ có một cái cửa đi ra khu vực phía bên ngoài này, đầy đủ tất cả những cái mặt tường như thế này, chủ nhà họ làm thẩm mỹ rất là đẹp anh chị. Đó, một cái bảng phía mặt bên này thiết kế làm cực kỳ chuẩn chỉ, bao gồm những góc cạnh ban công đầy đủ, khu vườn ở vị trí sân, tất cả các bên đều rất là đẹp. Thì bây giờ mình Tông cũng sẽ công bố giá cho anh chị luôn ha. Với cái mức giá sẽ là 18 tỷ cho cái sản phẩm ngày hôm nay, giá vẫn còn bớt thêm nếu anh chị nhà mình thiệt sự quan tâm ha. Giá vẫn còn bớt thêm, hiện tại pháp lý gần như đã có rồi, anh chị nhà mình quan tâm á thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình thì em sẽ gửi đầy đủ qua cho anh chị qua Zalo ha. Rồi tiếp theo sẽ là vị trí của bếp đây. Không gian bếp chủ nhà họ làm theo góc chữ L và có đầy đủ bếp trên bếp dưới đầy đủ, và có một cái khu vực cửa sổ như thế này, khi mà anh chị đứng rửa chén và mở cửa sổ ra nó sẽ thoáng đi rất là nhiều ha. Hoặc là chúng ta khi mà chúng ta nấu ăn á, cái mùi nó sẽ không bị ém ở phía trong nhà, tại vì tất cả bốn mặt đều thoáng nên cái không gian và cái luồng khí gió trong nhà nó sẽ rất là mát, nó không có bị ngợp hoặc là quá nóng. Toàn bộ riêng ở vị trí ở tầng dưới thì sẽ có máy lạnh ha, máy lạnh âm hết này. Tất cả ở trong trong cái không gian ở phòng khách đều là có máy lạnh, bắt máy lạnh đầy đủ hết. Và đây sẽ là không gian bếp nè. Những gì nội thất ngày hôm nay mà Tông review thì chủ nhà sẽ để lại đầy đủ ha. Một cái tủ lạnh hiệu Toshiba hai cửa rất lớn. Tổng không gian cả nhà cùng xem qua về nội thất ngày hôm nay. Riêng vị trí khu vực ngồi ăn uống đây, một cái bộ phản làm rất dày, cực kỳ dày luôn chị, khoảng 20 phân. Nó khoảng 20 phân, một cái phản dài, mình ngồi đây tầm khoảng 10 cho tới 12 người vẫn còn hợp lý ha anh chị. Đây là cái khu vực phía sau. Cái đây là cái mặt thoáng ở phía sau đây cả nhà. Phía sau lưng nhà của chúng ta nó sẽ là một cái công viên. Đó, em sẽ lia ra một chút xíu cho anh chị cùng xem. Khu vực này sẽ là một cái công viên ở phía sau. Sau lưng là công viên, phía trước nhà sẽ là những cái ngôi nhà liền kề ha anh chị. Ở đây nó sẽ có hai khu, là một khu nhà biệt thự và khu nhà liền kề. Rồi, ở dưới đây thì nó có một cái phòng ngủ, thì phòng ngủ này hiện tại chủ đang để một ít đồ thì không có mở cửa được. Đây cũng sẽ là một cái thiếu sót em review ngày hôm nay ha. Còn khu vực trong đây ở phía dưới cầu thang nó có một cái toilet sẵn như thế này. Đó, họ tận dụng tất cả các góc ngách riêng về vị trí để set up những cái nhỏ nhất để phù hợp với cuộc sống anh chị. Rồi, đây sẽ là cái góc gara ô tô hiện tại đang để này. Đang để một ít đồ ở đây. Rồi và bây giờ em sẽ bắt đầu đi lên vị trí của tầng 2 và review đến cho anh chị nhà mình ha. Hiện tại em đang có mặt ở vị trí tầng 2. Thì với không gian của tầng 2 thì bao gồm sẽ có cho anh chị nhà mình là hai phòng ngủ, một phòng khách, một cái khu vực sinh hoạt chung. Đó, và có ban công, tất cả đều có ban công trước sau. Đó, bên hông đều có ha. Thì với cái không gian chính của sản phẩm ngày hôm nay, em sẽ quay đầu tiên sẽ quay cho anh chị là cái phòng ngủ phụ ha.
Nhưng mà ở tất cả các phòng ngủ ở đây đều có toilet trong hết nha anh chị. Đây cả nhà cùng xem nè. Đó, cái toilet thì hiện tại là ngăn cách gương kính và lavabo, khu vực ngồi đầy đủ hết nè. Cả nhà cùng xem qua cái không gian. Rồi đây sẽ là phòng ngủ nè cả nhà. Ở vị trí phòng ngủ thì bao gồm là giường có đầy đủ, hiện tại này không có setup nệm thôi. Ở cái này thêm bộ chăn ga gối nệm vô nữa sẽ rất là đẹp. Những cái không gian chính với sản phẩm ngày hôm nay em sẽ ly rất chậm cho cả nhà mình cùng xem và đánh giá. Đây là một cái không gian trước, chủ nhà họ ốp tường hết như thế này thành một cái bộ tủ nè, một cái bộ tủ nguyên một cái mảng tường rất lớn, tất cả đều làm theo những cái tủ như thế này, trừ một cái khoảng nhỏ ở đây để chúng ta bỏ một cái tivi ha. Đó, tivi ở đây còn thiếu một cái tivi. Trong phòng thì có sẵn máy lạnh hết, và tất cả đều có máy lạnh ở trong phòng là nhãn hiệu Daikin nè. Và cửa sổ bên hông là nhìn thấy được cái khoảng công viên phía dưới nè. Đây là cái khoảng công viên buổi chiều chúng ta có thể tập thể dục, đi bộ, hay là mình buổi sáng mình ngồi đây nó sẽ rất là thoáng. Không khí ở đây thì rất là trong lành. Và bây giờ em sẽ đi qua cái phòng tiếp theo. Đây là phòng ở vị trí tầng 2. Phòng này có thể nói là phòng master, phòng này phòng lớn nhất. Đó, phòng lớn nhất nó sẽ chia ra là hai bên. Phòng nào cũng có toilet thì em cũng đã review rất là nhanh rồi. Đây, toilet có sẵn phía trong phòng đây. Đó, kính trắng đầy đủ hết rồi. Cũng là những cái bộ giường như thế này, vẫn thiếu chăn ga gối nệm, nhưng mà tất cả đều các mặt thoáng đều có cửa sổ lấy ánh sáng phía bên trong. Riêng cái phòng này thì nó có một cái khu vực học tập riêng nè. Đó, một cái khu vực bàn làm việc. Đó, nếu mà phòng này cho hai con của chúng ta ở trong phòng thì sẽ rất tuyệt vời anh chị. Đó, khu vực học tập riêng. Vị trí bên này thì quyền một cái dàn tủ đựng đồ rất là to. Tất cả sử dụng đều là gỗ thịt ha, gỗ rất là tốt. Đó, đồ là đồ xịn hết nha anh chị. Và có một cái ban công phía mặt bên này. Đây, ban công rộng rãi. Ban công cực kỳ rộng rãi góc bên này. Đó, nhìn phía mặt đối diện chúng ta sẽ là một dãy những ngôi nhà liền kề, một chuỗi tất cả các cây xanh đều ở phía trước cái căn biệt thự của chúng ta, nên sẽ rất là mát và thoáng anh chị. Rồi em sẽ tiếp tục đi ra phía bên ngoài và quay tiếp cho anh chị mình không gian của phòng khách đây. Đây gần như cái căn nhà chúng ta nó sẽ có hai phòng khách, ở tầng 1 và tầng 2 đều có này. Ở một cái khu vực một bộ ghế sofa dài. Tất cả đều là đồ xịn, đồ tốt hết nha anh chị. Cả nhà cùng xem qua về không gian và cũng như là nội thất ha. Trước mặt có một cái kệ tủ và đang thiếu một cái tivi để góc này. Bên hông phía sau đây sẽ là khu vực dàn phơi đồ. Đây không khu vực giặt phơi. Đó, thiết kế sẵn những cái dây treo phơi đồ ở sau. Rồi em sẽ quay cho anh chị nhà mình xem cái công viên thực tế ở sau đây anh chị. Đó, rộng rãi. Hiện tại thì với đô thị Vinhomes thì nó cũng sẽ có một số điểm yếu thì mình tao cũng sẽ chia sẻ cho anh chị ha. Điểm yếu của căn biệt thự ngày hôm nay hiện tại nằm phía dưới một cái vòng xoay Ngọc Hội. Ngày trước khi mà chưa có vòng xoay thì đây sẽ là một trong những khu mà gọi là thiệt sự đẳng cấp, rất đẳng cấp, và gần như là tất cả các cán bộ nhà nước thì đa số thì ở bên đây rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ khi mà vòng xoay Ngọc Hội đã xây lên thì cái sản phẩm này, cái đường vào nó sẽ hơi xấu đi một chút xíu ha chị. Đó cũng sẽ là một cái điểm yếu của sản phẩm ngày hôm nay, điểm yếu duy nhất của sản phẩm, nên cái giá trị bất động sản nó chỉ còn có 18 tỷ thì so với mặt bằng chung tại thành phố Nha Trang, 18 tỷ cho một căn biệt thự là quá rẻ ha chị. Đó, chứ còn mà nếu mà thiệt sự đường xá đi lại thông thoáng và đi lại dễ dàng thì giá trị của căn này sẽ rơi vào khoảng là 25 tỷ, và đặc biệt là pháp lý đã chuẩn chỉ rồi. Bây giờ em sẽ quay tiếp cho anh chị nhà mình là tầng 3. Thì với tầng 3 vẫn sẽ có cho anh chị là một phòng khách này, một không gian chơi riêng và một cái không gian thờ. Thì đầu tiên với một cái phòng ngủ đây. Đây, phòng ngủ vẫn là thiết kế theo kiểu như những phòng ngủ khác, vẫn là giường. Đây, giường có sẵn. Tủ máy lạnh có sẵn đây. Không gian toilet đây. Đó, tất cả các phòng đều có toilet trong hết nha anh chị. Đó, những cái sản phẩm ngày hôm nay em review thì thực tế khi mà anh chị đi xem á sẽ có đầy đủ như những gì em review. Và tất cả các cửa đều sử dụng là khóa vân tay, khóa từ, có mật khẩu đàng hoàng hết anh chị. Rồi phía mặt bên đây sẽ là không gian gia tiên nè, không gian thờ. Đó, một cái khu vực không gian thờ thì anh chị nhà mình xem qua và đánh giá ha. Không gian thờ đây.
đó, một cái khu vực bàn thờ rất là đẹp luôn chị, toàn bộ là sử dụng bài đồ gỗ hết đó, nhìn rất là ấm cúng ha, rất chuẩn ha. Đó, một cái vị trí không gian thờ, ở phía trước không gian thờ nó sẽ có một cái công cái khoảng ban công như thế này đó, riêng mình cứ đi lên càng cao thì vị trí nó sẽ nhìn ra nó sẽ rất là đẹp. Toàn bộ với bất động sản ngày hôm nay, Minh Tông suy nghĩ thì với anh chị mình đang mong muốn tìm một cái căn biệt thự để ở và mong muốn tìm một nơi thiệt sự yên tĩnh để nghỉ ngơi và cũng như là làm việc những ngày chúng ta đi làm về, thì ở đây nó sẽ phù hợp đối với một số anh chị ha. Còn đối với những anh chị nhà mình mong muốn những cái căn biệt thự mà xây dựng và thiết kế theo kiểu mới hiện đại thì đây sẽ là một cái phân khúc khác để anh chị nhà mình lựa chọn ha anh chị. Rồi ở vị trí bên hông đây, thường thì những cái sân thượng sẽ nằm ở phía ở trên cùng, nhưng mà đây ở cái ban công này chủ nhà họ thiết kế là rộng rãi đi ra phía bên ngoài. Ở trên đây nó có một cái bộ ghế đá như thế này nè, ở toàn bộ thì được ốp cỏ này, dán cỏ cỏ nhân tạo hết để cho nó sạch sẽ hơn rất là nhiều anh chị. Khoảng không gian này rất là vui, và buổi tối thì chúng ta có thể lên đây ngồi ăn uống hay là mình set up tiệc tùng trên đây, nó vẫn rất là ok, nó không có bị ảnh hưởng tới không gian của căn nhà. Trên đây cực kỳ rộng rãi nè, con cháu chúng ta buổi chiều lên đây chơi cũng sẽ rất là hay. Toàn bộ thì với những gì bên Tông review ngày hôm nay, thực tế thì các anh chị nhà mình đi xem nó sẽ có đầy đủ hết anh chị ha, không thiếu sót một bất cứ một cái thứ gì. Toàn bộ cái nhà cùng xem nè, dân cư hiện hữu, đường xá rộng rãi, xe ô tô đậu trước nhà và đặc biệt là pháp lý chuẩn. Thì với bất động sản ngày hôm nay thì mình Tông cũng xin chốt lại một chút xíu về tất cả các thông tin. Với diện tích là 290m², ngang 14,5m, dài 20, mặt hướng chính nam. Diện tích xây dựng là 127m và diện tích hoàn công là 228m. Và hoàn công đầy đủ, sổ hồng đầy đủ, khi anh chị nhà mình mua thì sẽ đi công chứng ngay ở pháp lý đại trường chỉ và không vay ngân hàng. Đơn giá bán của sản phẩm ngày hôm nay là 18 tỷ cho bất động sản ngày hôm nay. Anh chị mình quan tâm thì cứ liên hệ số 0905 802 187, em sẽ gửi sổ qua cho anh chị mà mình phải cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng về giá. Nếu mà thiện chí thì chủ nhà vẫn có thể bớt thêm và lo thuế phí cho anh chị ha. Hiện tại với cái mức giá 18 tỷ thì căn này gần như là có mức giá rẻ nhất tại thành phố Nha Trang và cũng như là theo tất cả các căn biệt thự khác, đơn giá thì căn này là đang là tốt nhất anh chị. Anh chị nhà mình thiệt sự quan tâm thì liên hệ với em nhé. Và cũng như là Minh Tông cũng xin kính chúc cho chú anh chị nhà mình một tháng mới gặp nhiều thành công, hạnh phúc và cũng như là sức khỏe. Nếu cảm thấy video của em review hay và hợp lý đối với anh chị thì cho em xin một like và một đăng ký kênh. Sản phẩm này sẽ tối ưu và đưa đến người xem nhiều nhất có thể ha. Và Minh Tông xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Và Minh Tông sẽ review những bất động sản đẹp và cũng như là giá tốt tại thành phố biển Nha Trang. Minh Tông xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào video tiếp theo của em ngày hôm sau nhé.